Đây là thời điểm tốt nhất để các bạn có thể bắt đầu kiếm tiền online. Chưa bao giờ mà việc kiếm tiền online lại trở nên đơn giản như thế này. Sự tiến bộ như vũ bão của trí tuệ nhân tạo AI, hành vi sử dụng Internet để mua sắm online đã trở thành một thói quen không thể thiếu trong đời sống của mọi người, khiến cho việc kiếm tiền online trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Trong video này thì mình sẽ chỉ cho các bạn quy trình từng bước để các bạn có thể kiếm được những số tiền giống như thế này. Và đây chính là cách tốt nhất để các bạn có thể kiếm tiền online mà không cần bằng cấp, không cần bỏ ra rất nhiều tiền để đầu tư vào những nơi mà khiến cho các bạn có thể mất sạch. Và bạn cũng không cần phải đến công ty mỗi ngày, không phải đi sớm về khuya tắc đường khói bụi để rồi cuối tháng kiếm được chưa đến 20 triệu mỗi tháng. Thu nhập này không đủ để bạn chi trả cuộc sống. Video này chỉ kéo dài khoảng 30 phút. Nếu như bạn không có được 30 phút để đầu tư cho sự thành công thì mình không có lý do gì để giữ các bạn ở lại cả. Còn nếu như các bạn ở lại xem đến cuối video này thì các bạn sẽ có được một lộ trình để các bạn có thể kiếm tiền trên online, và lộ trình này đã giúp cho mình có thể thay đổi được tài chính của mình chỉ sau 2 năm.